Vâng, hôm nay Tùng Nguyên xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác 25 và bác 30 toàn giải. Ngon, bổ, rẻ, rất là nhiều chức năng cho các bộ dàn karaoke hoặc là tăng lời, trợ lời. Rất là hay và rất giá rất là rẻ. Đấy, các bác đi mua loa toàn giải, ví dụ như các cái loại loa cắp lách với sách tay có thể 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu một đôi, nó là vô kể. Nhưng đến với em, cặp loa chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Anh em cùng xem mẫu ngày hôm nay nhé. Thì đây, trước màn hình đây là một đôi bát 25 toàn giả. Đấy, từ 126 côn 51. Con này xương sắt, gân vải. Và đặc thù cái lón của nó sẽ nó như một cái lê phễu. Con này các bác dựng loa thì rất là đơn giản, mà các bác thay thùng cũng rất là đơn giản luôn. Các bác dựng loa thì chỉ cần một cái bát này hoặc là hai cái bát này trên một cái thùng, các bác đánh thành loa tăng lời, trợ lời, nghe nhạc. Đấy, khi ghép vào thùng nó ra cả âm bát và ra cả bát, cả trung, cả chép. Bình thường loa bát nó chỉ có bát và lời thôi, nhưng con này có cả chép luôn. Đấy, và trung và âm bát. Và con này nó sẽ chuyên về trung, giải trung nhiều, nó sẽ là lời nhiều. Đấy, từ 126 cô 51. Đặc điểm mà làm đám hiếu, hát chèo văn, làm thế cúng thì rất hay dùng các cái sử dụng các cái dòng loa này. Kể cả là trợ lời trong toàn loa sân khấu thì người ta cũng sử dụng cái dàn loa 30 toàn giả của em rất là nhiều. Đối với những dàn loa mà hát lời không lên được thì các bác có thể tăng lời bằng loa toàn giả. Nếu như một đôi loa toàn giả này mà hát karaoke thì nó sẽ bị thiếu về cái âm bát. Thế nên là nhà có nhiều đôi loa mà lời không được tốt, không được sáng thì các bác mới bổ trợ thêm thôi. Chứ em không khuyên tất cả các bác là dùng loa toàn giải để một đôi loa này để hát karaoke. Nếu hát lên thì nó như kiểu mấy ông hát chèo văn ấy, hát nó toàn lời. Đấy, từ 126 côn 51 đánh thẳng âm ly và đẩy thẳng trực tiếp vào cầu loa mà không cần qua phân tần. Đấy, từ 126 côn 51 bát 25 toàn giải. Cặp này với giá là 800 nghìn một cặp. Hôm nay em sẽ tổng hợp bát 25 và bát 30 để đi cho khách hàng, để cho các bác biết đến anh em có cặp bát 25 và bát 30 nhé. Thì mặt trên của cái bát 30 thì nó cũng giống 25 rồi. Thì các bác cùng xem củ loa của bát 30. Với cái củ loa của bát 30 thì nó sẽ to hơn cái củ loa 25 từ 126, còn con này là từ 140 côn 51. Đấy, con này côn 51 từ 140. Thì cái dòng 30 thì em bán mạnh hơn bát 25 rất là nhiều. Thì anh em mà có nhu cầu đến bát 30 là 1.050.000 một đôi. Các bác có nhu cầu đặt đôi bát 25 hay 30 thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Nhận hàng được kiểm tra đúng mẫu phải nhận hàng. Giá thành rất rẻ, anh em có thể sử dụng các dòng loa này để chơi các bộ dàn âm thanh thiếu lời, tăng lời, hoặc là dùng vào mục đích làm thế cúng, hát chèo văn. Nói chung là con này nó quá là nhiều chức năng luôn. Riêng dòng loa toàn giả quá nhiều chức năng luôn. Và đây chúng tôi xin chào và hẹn anh em trong clip mới nhất nha.